Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước, 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân nhâm dần 2022, đoàn đại biểu tỉnh tổ chức lễ dân hương, dân hoa, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết huyện Trùng Khánh. Đến 17 giờ hôm nay, Cao Bằng ghi nhận thêm 62 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca toàn tỉnh lên 1.554 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 28 tháng 1 năm 1941, 28 tháng 1 năm 2022, 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và đón xuân nhâm dần năm 2022. Sáng ngày 26 tháng 1, đoàn đại biểu tỉnh tổ chức lễ dân hương, dân hoa, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng dự buổi lễ có đồng chí trần hồng minh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí triệu đình lê phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí hoàng xuân ánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang trong tỉnh Báo công trước anh linh của người, diễn từ của đoàn đại biểu tỉnh khẳng định, cách đây 92 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi được thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc trở về qua cột mốc 108 xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại Bắc bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị trung ương lần thứ 8, hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam, sáng lập mặt trận Việt Minh, chỉ đạo xuất bản báo Việt Nam Độc lập, ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ đây ngọn lửa cách mạng do người nhóm lên đã bùng cháy lan tỏa khắp cả nước, trở thành bão lửa cách mạng phá tan giềng xích nô lệ của thực dân phong kiến, giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á và Cao Bằng trở thành chiếc nôi cách mạng Việt Nam. Nội dung diễn từ báo cáo khái quát những thành tựu đạt được trong năm 2021, mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, song nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ổn định, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội phát triển theo hướng tăng về quy mô và nâng cao về chất lượng. Đời sống của nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia được giữ vững. Trước anh linh của người đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng xin hứa, nguyện đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Khởi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng tỉnh cao bằng, trở thành tỉnh gương mẫu, đi đầu như lời bác Hồ Kính Yêu đã căn dặn, xứng đáng với niềm tin của Đảng và truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu của tỉnh tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc của nhân dân. Để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đời đời nhớ ơn các liệt sĩ. Và dân hương lên tượng đài tổ quốc ghi công. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng xin hứa đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, kiên định con đường mà đảng, bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tiếp đó, đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãng hòa của đoàn mang dòng chữ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cao Bằng đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 26 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết huyện Trung Khánh, cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Năm 2021, huyện Trùng Khánh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của huyện, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Trùng Khánh bước sang năm 2022 phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán huyện cần triển khai phương án đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các biện pháp phòng dịch để nhân dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc vui vẻ và an toàn. Trước đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết đồn biên phòng Đàm Thủy, trạm kiểm soát biên phòng, tiểu đội dân quân tự vệ thường trực xã Đàm Thủy, ban quản lý khu du lịch Tháp Bản Dốc, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Bản Dốc xã Đàm Thủy, bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh mong muốn các đơn vị thực hiện nghiêm công tác chỉ huy chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 tuyên truyền vận động nhân dân địa bàn biên giới chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện quan tâm chăm lo cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biên giới các tổ chốt phòng chống dịch và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn biên giới đón tết vui vẻ đầm ấm và an toàn tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho tỉnh về triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng và xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm có tính kết nối. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất của ngành giao thông vận tải trong năm 2022 được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 diễn ra sáng nay 26 tháng 1. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, ngành giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo quyết liệt, thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức hoạt động vận tải, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Kịp thời bố trí, huy động xe đón công dân từ phía Nam trở về quê hương. Nhiều công trình giao thông quan trọng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tiêu biểu như công trình đường tỉnh 207 nối thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa đến thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, đường tỉnh 208 nối 4 huyện Thạch An, Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh. Đường tỉnh 211 nối thị trấn Trà Lĩnh và thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh. Những công trình này đã kết nối các địa phương, các khu điểm du lịch, cửa khẩu biên giới theo chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được quan tâm đầu tư với tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao. Bên cạnh đó, sở cũng làm tốt công tác quản lý, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2022 Sở Giao thông Vận tải đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định việc tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho tỉnh về triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng và xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm có tính kết nối là nhiệm vụ quan trọng nhất. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chất lượng công trình gắn quản lý tổ chức vận tải với công tác phòng chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, sáng tạo quyết liệt trong hành động để thực hiện tốt sứ mệnh đi trước mở đường của mình, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tặng giấy khen cho 17 tập thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã hiện đang hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 thông qua kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022, vinh danh các viên chức y tế tiêu biểu tham gia hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, toàn ngành đã khám chữa bệnh cho trên 639.380 lượt người, trong đó điều trị nội trú cho trên 76.100 lượt bệnh nhân đạt 98,4% kế hoạch, điều trị ngoại trú cho trên 24.300 lượt bệnh nhân đạt 232,3% kế hoạch. Đến nay, 100% xã phường, thôn bản thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng với 95% số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine. Từ tháng 4 năm 2021, tỉnh Cao Bằng bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến hết ngày 25 tháng 1 năm 2022, đã có 315.777 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi vaccine, chiếm 83,48%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 chiếm 17,56%. 39.868 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm hai mũi vaccine, đạt 86,45%. Ngành y tế Cao Bằng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 3 đoàn nhân lực y tế với 98 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch, được cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, tỉnh Cao Bằng ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên xuất hiện tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm. Đến ngày 25 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận phát hiện 1.492 trường hợp mắc COVID-19. Hội nghị đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 với mục tiêu giảm từ 5-10% đến 10 tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình hàng năm giai đoạn 2016-2020 khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Năm 2022, mỗi cán bộ y tế là một chiến sĩ tích cực chủ động trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Cập nhật thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 25 tháng 1 đến 17 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 62 trường hợp mắc COVID-19 mới, bao gồm thành phố Cao Bằng ghi nhận 8 trường hợp, huyện Hòa An 12 trường hợp, huyện Bảo Lâm 4 trường hợp, huyện Bảo Lạc 31 trường hợp, huyện Hà Quảng 4 trường hợp, các huyện Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Hòa, mỗi địa phương ghi nhận thêm 1 trường hợp. Đến ngày 26 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 1.554 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.414 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 140 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh thành phố trong nước trở về tỉnh Cao Bằng. Có 251 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung của tỉnh. Có 191 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe đều ổn định có 26 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 1.109 ca, tổng số tử vong 2 ca. Trong tổng số 62 trường hợp mắc COVID-19 mới, huyện Bảo Lạc có số mắc nhiều nhất là 31 trường hợp, bao gồm 22 trường hợp liên quan đến ổ dịch xã Bảo Toàn, 7 trường hợp liên quan đến ổ dịch xã Cấp Bảng, một trường hợp là F1 liên quan đến ổ dịch tại xã Thượng Hà, một trường hợp từ Hà Nội về Cao Bằng. Tại thành phố Cao Bằng hôm nay ghi nhận ít nhất với 8 trường hợp dương tính với sars cov 2 bao gồm 6 trường hợp là F1 liên quan đến các trường hợp F0 tại thành phố Cao Bằng và hai trường hợp chưa rõ nguồn lây. Sau khi phát hiện các ca cá mắc mới, lực lượng y tế các đơn vị đang triển khai các biện pháp khoanh vùng phong tỏa, cách ly phòng chống dịch theo quy định. Tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để hướng dẫn cách ly y tế, xét nghiệm sàng lọc, phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và chỉ định xử trí, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 1 đến 16 giờ ngày 26 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 15.885 ca ghi nhận trong nước, tăng 186 ca so với ngày trước đó. Tại 61 tỉnh thành phố, có 10.571 ca trong cộng đồng, Hà Nội vẫn nhiều nhất, tiếp theo là Đà Nẵng. Trong ngày có hơn 20.000 ca khỏi. Đến nay Việt Nam ghi nhận 166 F0 nhiễm biến chủng Omicron. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.884 ca, Đà Nẵng 991 ca, Bắc Ninh 865 ca, Hải Phòng 702 ca, Thanh Hóa 587 ca, Quảng Nam 572 ca, Bắc Giang 485 ca, Vĩnh Phúc 465 ca, Bình Định 433 ca, Hòa Bình 425 ca, Quảng Ngãi 396 ca, Hưng Yên 387 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hưng Yên giảm 236 ca, Thanh Hóa giảm 98 ca, Vũ Thọ 93 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bắc Ninh tăng 305 ca, Quảng Nam 271 ca, Hà Tĩnh 131 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.574 ca trên một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh 92 ca, Quảng Nam 27 ca, Hà Nội 14 ca, Khánh Hòa 11 ca, Đà Nẵng 8 ca, Kiên Giang 4 ca, Quảng Ninh 2 ca, Thanh Hóa 2 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Long An 1 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Bình Dương 1 ca. Lâm Đồng 1 ca. Theo bản tin COVID-19 Hà Nội ngày 26 tháng 1 do Sở Y tế phát đi tối nay cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 2.884 ca bệnh, trong đó có 659 ca cộng đồng. Hiện tại, thành phố Hà Nội, các ca mắc vẫn tăng cao, lượng ca mắc trong cộng đồng chiếm khoảng 30%. Người đứng đầu Sở Y tế nhận định, sau dịp tết nguyên đán, số ca mắc COVID-19 sẽ còn tăng cao hơn nữa ngành y tế thủ đô đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới, trong đó đảm bảo được mục tiêu là giảm tỷ lệ chuyển tầng, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị quận huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà, chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế. dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2022, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thạch An đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh chợ thị trấn Đông Khê và chợ Nậm Nàng, xã Kim Đồng. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh tổng hợp các mặt hàng sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó 13 cơ sở tại thị trấn Đông Khê và 5 cơ sở tại chợ Nậm Nàng, xã Kim Đồng. Nội dung kiểm tra về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn nhãn sản phẩm hàng hóa hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm nguồn gốc nguyên liệu phụ da và lấy mẫu kiểm nghiệm qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh đều thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn thực phẩm không sử dụng buôn bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng không nhãn mát không có mặt hàng thực phẩm sử dụng các chất phụ da tất cả đều đảm bảo yêu cầu qua đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền sâu rộng quy định về an toàn thực phẩm ngăn chặn các trường hợp vi phạm có nguy cơ cao trong ngày Tết Nguyên đán. Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện Hòa An tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Đoàn đã kiểm liên các mặt hàng thực phẩm tại chợ hàng hóa xã Nam Tuấn, các cơ sở bán bánh kẹo tại xã Bạch Đằng, xã Đức Long, chợ thị trấn nước Hai, siêu thị Hòa An. Nội dung kiểm tra về chất lượng sản phẩm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện sản xuất chế biến, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, ghi nhãn mác sản phẩm hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đều chấp hành tương đối tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm hành chính về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nhân viên chưa được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không khám sức khỏe định kỳ, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm chủ yếu nhỏ lẻ, tự phát chưa đảm bảo theo quy định. Đoàn kiểm tra đã xử phạt 4 cơ sở bán hàng bánh kẹo hết hạn sử dụng và yêu cầu tiêu hủy các sản phẩm nói trên trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, huyện Trung Khánh tiếp nhận và cấp phát 117.750 tấn gạo cứu đói của chính phủ cho 2.094 hộ với 7.850 nhân khẩu thuộc các hộ nghèo của 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo, trong đó xã Quang Vinh được hỗ trợ 19.020 kg. Hai xã Quang Hán và Đoài Dương được hỗ trợ trên 9.000 kg, các xã còn lại mỗi xã được hỗ trợ từ mức trên 1.500 kg đến hơn 8.000 kg gạo. Để đảm bảo cấp phát gạo cứu đói, các xã thị trấn đã giả soát danh sách, tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo đến đúng đối tượng, giúp cho các hộ gia đình nghèo có một cái Tết đầy đủ hơn. Những ngày này, các cấp, các ngành trong tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo Tết nguyên đán cho nhân dân, tiếp tục chương trình thăm và tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Tại huyện Hạ Lang, đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tới thăm hỏi, trao 100 suất quà cho các hộ nghèo ở các xã An Lạc và Thống Nhất. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán an lành, vui vẻ, hạnh phúc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại huyện Nguyên Bình, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình Tết yêu thương trao tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thành Công. Trong chương trình, Hội doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 35 phần quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng, gồm quà và tiền mặt, tổng kinh phí đợt trao quà này hơn 17 triệu đồng do các doanh nghiệp, hội viên Hội doanh nhân trẻ tỉnh đóng góp. Đây là lần thứ 8 chương trình Tết yêu thương được hội doanh nhân trẻ tổ chức với những tấm lòng hướng về cộng đồng của các đơn vị, tổ chức cá nhân thuộc hội doanh nhân trẻ tỉnh đã góp phần mang tới cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết đầm ấm hơn, giúp bà con có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các hội viên doanh nhân trẻ của tỉnh đã trao số tiền gần 700 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Riêng trong đợt Tết Nguyên đán 2022, Hội Doanh nhân trẻ đã trao tặng quà Tết gần 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Cao Bằng đã trao tặng 100 xuất quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Long và xã Lê Lợi, huyện Thạch An. Công đoàn BIDV đã phát động quyên góp kinh phí trong cán bộ, công nhân viên để tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Tết nguyên đán nhâm dần, BIDV dành tặng 400 phần quà Tết với tổng trị giá 200 triệu đồng tặng cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 14 liên tiếp, cán bộ công nhân viên BIDV đồng tâm tự nguyện thực hiện nghĩa cử này. Năm 2022, BIDV dành tặng 65.000 xuất quà Tết trị giá 32,5 tỷ đồng, tặng cho đồng bào nghèo, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, các địa phương có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp trên cả nước. Tại huyện Bảo Lạc, đã thành lập đoàn công tác đến thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng công an huyện, đồn biên phòng xã Cô Ba, các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, kiểm soát tốt dịch Covid-19 của các cán bộ chiến sĩ công an huyện, đồn biên phòng xã Cô Ba. Khẳng định sự đóng góp quan trọng của các lực lượng vào kết quả xây dựng phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng đang ngày đêm túc trực, chốt chặn tuần tra phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao cảnh giác, không để đối tượng xâm nhập trái phép, góp phần vào công tác chống dịch COVID-19. Triển khai tốt kế hoạch trực Tết và kế hoạch tổ chức vui xuân đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Dịp này, đoàn đã trao các xuất quà do Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ủy quyền cho huyện tặng quà Tết cho các đơn vị tiếp tục đến thăm tặng quà chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, khu cách ly phòng chống dịch Covid-19, người có công, gia đình chính sách tại 17 xã thị trấn trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Bảo Lạc đã thông tin những kết quả đạt được về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm vừa qua. Chúc các gia đình bước sang một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Mong muốn các đơn vị và gia đình chính sách, người có công tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống cách mạng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lạc đến trao 60 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 6 xã: Hồng An, Xuân Trường, Hưng Đạo, Huy Giáp, Hương Thịnh, Kim Cúc. Với tổng số quà trị giá 30 triệu đồng, qua đó mong muốn các gia đình có cái Tết đầm ấm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Tại huyện Nguyên Bình đã thành lập 4 đoàn công tác đến thăm và tặng 378 xuất quà cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 8 xã thị trấn, gồm thị trấn Tĩnh Túc, thị trấn Nguyên Bình, xã Vũ Minh, Hoa Thám, Tam Kim, Quang Thành, Minh Tâm, Thành Công. Tổng trị giá quà tặng trên 175 triệu đồng từ các nguồn quỹ bảo trợ trẻ em, nguồn đảm bảo xã hội đền ơn đáp nghĩa, nguồn vận động các cơ quan đơn vị của huyện, quỹ vì người nghèo của tỉnh và quỹ vì người nghèo của huyện. Nhân dịp này, huyện Nguyên Bình tiếp nhận 2 tấn gạo, tổng trị giá 30 triệu đồng do tri đoàn Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Tân Việt tỉnh trao tặng, hỗ trợ cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Công lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh đã tặng các đồ dùng sinh hoạt cho học sinh trường mầm non xã Vũ Nông. Tổng trị giá 30 triệu đồng, gồm chăn ấm, cặp lồng, đồ dùng học tập, nguồn quà do hội viên công lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh trao tặng. Tại thị trấn Tịnh Túc, đoàn công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng tổ chức ngày hội gói bánh trưng xanh ấm lòng ngày Tết và tặng 25 suất quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn thị trấn. Tổng trị giá các phần quà trên 17 triệu đồng. Tại huyện Hà Quảng, hội chữ thập đỏ tỉnh đến tặng 40 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng với tổng trị giá 20 triệu đồng cho người nghèo, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc màu da cam tại xã Lương Can đây là kinh phí do ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv chi nhánh cao bằng ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh và hội chữ thập đỏ tỉnh trao tặng thông qua quỹ hỗ trợ vì người nghèo và quỹ ủng hộ tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam chăm lo tết cho người nghèo những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch An tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, tặng 29 xuất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trưởng xóm, bí thư tri bộ, hội viên phụ nữ nghèo sinh sống tại các khu dân cư giáp biên giới xã Đức Long. Đồn biên phòng đã trao học bổng nâng bước em tới trường cho năm học sinh là con em có hoàn cảnh khó khăn của xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã Đức Long tổ chức gói bánh trưng trao tặng đồn biên phòng. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất kinh doanh đang tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng, phục vụ người tiêu dùng. Ghi nhận tại một số cơ sở sản xuất ở huyện Hòa An. Tại cơ sở sản xuất bún khô trị luyến, nà rị, xã Nam Tuấn, 4 nhân công đã phải tăng ca để kịp đơn hàng giao cho khách. Chị Nông Thị Minh Luyến, chủ cơ sở cho biết, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên cơ sở chị không sản xuất nhiều như mọi năm. Nhưng nhu cầu của người dân tăng cao vào dịp Tết nên phải sản xuất liên tục, chia làm 3 nhóm. Nhóm sản xuất, nhóm phơi bún, nhóm đóng gói. Riêng tháng Tết sản xuất khoảng 15 tấn, chiếm 50% tổng sản lượng của cả năm. Trước tầm khoảng một tháng trước Tết ấy, thì là à, lượng hàng như khách sĩ thì họ đặt rất là nhiều. Tháng gần Tết này này thì là mỗi ngày làm cơ sở của tôi thì um, sản xuất là 1 một, một, tấn một ngày và khi mà sản phẩm được phơi khô ấy, thì là sẽ thu được sản lượng tầm khoảng là 8 tạ à, trên một ngày đối với thời tiết là khô ráo thì à, cả đấy còn phụ thuộc vào thời tiết nữa rồi thì còn cái à, nguồn à, nhân công khi để mà phục vụ à, cho cái công việc à, sản xuất này này của cơ sở của tôi ấy, thì là à, tôi à, tận dụng à, nguồn à, lao động ở địa phương mình à, do tình hình dịch bệnh cho nên thì à, à, cái à, sản lượng là có lẽ là sẽ giảm hơn những năm trước là cơ sở sản xuất cơm cháy duy nhất ở huyện Hòa An chị Nguyễn Thị Thùy, chủ cơ sở sản xuất cơm cháy Huy Hoàng, thị trấn Nước Hai, cũng đang tất bật chuẩn bị hàng để giao cho khách đặt ở các siêu thị. Chị cho biết, trung bình mỗi tháng sản xuất khoảng 300 đến 400 gói, nhưng riêng tháng trước Tết phải tăng lên 30 đến 40%. Từ mối dịp Tết Nguyên đán đến thì số lượng đơn các đơn hàng tăng hơn so với ngày thường. Vì tôi đã chuẩn bị các nguyên liệu từ đầu tháng 12 để đảm bảo cho chất lượng với lại các đơn hàng. Vào dịp Tết, người dân thường có thói quen mua sắm các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng thiết yếu cho gia đình mình để sử dụng trong những ngày nghỉ Tết. Để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tăng cường sản xuất chế biến, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Năm nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Hòa An vẫn chủ động thích ứng an toàn, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tầm Cọt huyện Hà Quảng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên xã Tổng Cọt đã đoàn kết thống nhất trong hành động. Các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia 2.200 ngày công lao động, triển khai các hạng mục xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ di rời 10 chuồng trại ra xa nhà ở, tổ chức 7 hoạt động vệ sinh môi trường, trồng 2.000 cây xanh đường vào mốc biên giới, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 7 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được thêm 23 đoàn viên mới, giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã tổng cọt khóa 19, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp huyện trong thời gian tới nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi